100% không thấy đúng không sư phụ? Tại vì hồi lúc mà 4-5 năm về trước là mấy neighbor của con ấy là nó chửi ông Trump ghê lắm. Mà từ ngày ông Trump xuống mà Biden lên á, thì bây giờ nó thích ông Trump lại. Nó nói bằng ông Trump á coi như là giúp mấy đen phải không? Coi như giúp nước, coi như là thách kê dân chủ, và nó không muốn cái tụi immigrant mà vô lậu nước Mỹ á sư phụ. Bây giờ con hồi xưa con không dám nói chuyện với tụi nó, mà bây giờ tụi nó lại nói chuyện với con là Trump bây giờ thích Trump rồi. Thì đó, bây giờ là ông Trump á làm nước Mỹ đoàn kết lại nè. Không có Mỹ trắng Mỹ đen nè. Và đồng thời á, ổng thật sự ổng bị sụt lùi 4 năm. Lục Phật mấy con đọc kinh cũng biết. Mình mà bị hạch tội thế gian chừng nào thì coi như là ổng. Kỳ này các ông về ổng thành Phật luôn á, chứ không phải là tướng trời nữa. Tức là xả nghiệp hết, cũng như kiểu chú phụ vậy, xả lát thôi. Là trên đời này chỉ có trời Phật là màu nhiệm linh thiêng vậy. Đứa nào hiểu thiên tâm rồi nghe thụ nói chuyện thì sẽ hiểu ra. Thụ nói là rất là rõ ràng luôn rồi đó. Chỉ có người ta không nghiên cứu, người ta cứ nghĩ là thụ là mơ hồ. Cái chuyện 1 cộng 1 là 2, thụ nói chuyện khoa học mà. Thụ đâu có nói chuyện quyền ảo gì đâu. Còn chuyện thụ có 7 dòng hào quang, thụ là con của cha. Chỉ đời này xuống để mà giúp nhân loại. Thì cái đó nó hơi khó hiểu, nhưng mà những cái chuyện thụ nói nó nhìn là biết mà, news đó. Vậy mà người ta vẫn lì. Tại vì khi mà họ chấp á, những cái người mà tham tiền, tham danh vọng, tham đảng viên, họ không bao giờ muốn buông bỏ. Thì họ phải nói một cái gì? Ồn chuyện nó ảo, nó khùng. Nhưng mà ngày mai á, nó nhảy đạch đạch. Sao nó không nói là tôi không có bệnh gì, tự nhiên tôi bị chết oan vậy? Tại sao mấy ngàn đảng viên bữa giờ nó chết á? Ở trên nói chứ phụ biết là mấy ngàn thằng luôn á, từ chức nhỏ tới chức lớn. Rồi bè mấy vị lùa đi á, đột tử đột tử thôi, quá trời luôn. Vậy mà nó không có lên đại nó, mà nói phụ ảo, tụi đâu có ảo. Chuyện rất là black and white mà. Phụ nói chuyện với mấy chị vậy thường xuyên. Tại vì người cõi trời xuống lâu lâu cả chục nghìn năm mới có sự vụ này. Đâu phải có hoài đâu mà để cho nhân loại biết. Hồi xưa Chúa Giêsu đột xuất, ổng xuất hiện có ai biết ổng đâu. Ủa là ổng đâu. Hiêm thì mi. Cũng vậy thôi. Tức là thằng hồn nó cứ tái sanh lui là đâu có gì hay ho đâu. Thưa sư phụ, phải Đức Chúa Giêsu là Đức Phật thành không sư phụ? Chúa Giêsu đang ngồi đây làm sao Phật? Cái thế gian này còn bất công thụ đấu thành Phật. Không phải. Chúa Giêsu chỉ là một vị Bồ Tát thôi. Dạ con hỏi Đức Chúa Giêsu phải là từ Phật mà trở lại thành Đức Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là con của cha. Một trong 12 người con của Thượng Đế. Là khác. Còn Phật đó là giống như cái bằng cấp học cao PhD thôi. Nên đừng có confuse Chúa với Phật. Chúa thấp hơn Phật nếu gì nói về học vấn. Nhưng mà ở trên trời dĩ nhiên là Phật là thầy của Chúa Giêsu rồi. Chúa Giêsu là con của cha, những cái người con của Thượng Đế mới có quyền lập đạo. Phật không có quyền lập đạo, đạo Phật đâu có ai lập đâu. Đạo Phật là Phật, con coi trên cái ấy đó, Phật nói Phật đâu phải là giáo chủ đâu. Sư phụ là giáo chủ á. Tại vì nó theo hệ thống truyền thừa của vua á. Nó mới có một cái lực lượng ở trên trời, mấy vị thần ở dưới đất cũng vậy, mới gia hộ, mới giấu thiên tâm. Còn Phật chỉ là một người học giỏi thôi mà. Nhưng mà Phật cũng có cái ban bệ để mà làm cái đạo. Hôm nay là đạo thiên tâm ra đời là giống như đạo Công giáo được lên lớp. Bữa nay sư phụ thú lên lớp cho đạo. Con thấy cái đạo thiên tâm hay quá sư phụ. Có một tiếng hay chứ của cha mà sao dạ. Hay có một tiếng rưỡi à là bao nhiêu đó là đủ rồi con. Bây giờ con không thích học cũng thêm cái kinh nào đó hết. Một tiếng rưỡi nhưng mà bằng ở trong chùa mấy thích cà gù cà gật một năm dạ. Gù với gật không à, không có thông minh ra. Thiên tâm chúng ta là phải thông minh dạ. Ra phải yêu đời phải không? Cái Phật pháp con thấy
cái chuyện tâm linh nó huyền bí dễ sợ sư phụ. Con không bao giờ con nghĩ là cái này là sự thật luôn á, bởi vì nhiều khi mình thấy mấy cái người mà ta không tin á sư phụ, mình cũng hơi thông cảm cho người ta một chút. Con là con tin tâm linh lắm mà con còn thấy nó huyền bí mà nó màu nhiệm dễ sợ luôn á. Còn mấy đứa bạn con thì nó cứ nói con là bị tâm thần. Nhiều lúc không biết kêu à này là má vợ hay là kêu Long Mẫu, tức là nhất là má vợ nên là cái kêu là nhạc gia, tức là ông Long Dương phải không, với nhạc mẫu. Ông này không biết kêu là cái gì. Hồi xưa mỗi lần nhà có chuyện á, cái là trên xuống, Long Mẫu xuống, mẹ mình xuống xử. Cái đây nữa, chậu làm xui với Phật. Cãi lộn với Phật luôn. Khi đó năm 2016. Trong nhà nhiều chuyện vui lắm. Có một lần cái sư phụ không cho sư mẫu vô hãng. Tại vì cái lực ở Mỹ không có đàn ông nào ngu để con vợ nằm kế bên trong hãng mình, nó có lực CEO đâu có muốn vậy. Đúng không? Chuyện nhà là bà cứ lo con, tôi đi kiếm tiền, chuyện của tôi. Bà vô trong hãng lộn sợ sao tôi điều hành lính được. Cũng giống như sư phụ là giáo chủ, tự nhiên có sư mẫu, cái thế giới giờ người ta cũng hơi kỳ kỳ á. Thà giống như là một mình sư phụ á, thì có thể độ được lan rộng. Nhưng mà it's ok, sau này cũng lan rộng. Thì lúc đó sư phụ mới tính vậy. Cái Long Mẫu với mẹ đồ xuống, rồi cái ngồi bàn luận. Long Mẫu hỏi giờ Thái tử có muốn công chúa vô phụ không? À, cái hoa này ngồi hết cũng đính thanh phải không? Cái sư phụ nói là tùy thôi. Mấy vị cũng như mình vậy thôi. Mấy vị có quyền năng hơn mình. Cái con lần sư phụ nói sao tại con lần cha nói là con bây giờ là phải hy sinh cá nhân cho nhân loại, thấy không? Tức là sư mẫu với sư phụ phải hy sinh cho nhân loại, tức là thời gian là cho mọi người vậy đó, chứ không phải giống người thường. Tu sao cho xứng với ân thượng hoàng mà. Cái sư mẫu phải viết cái bài sớ kính thưa Ngọc Hoàng. Thường thường á, người ta khánh là Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nó có 36 ông trời lắm. Còn tháng 2, cho nên cúng kinh của mình là Nam Mô Nhất Thiên Thiên. Thiên là trên, đúng không? Là cao nhất, là ông trời cao nhất. Rồi câu dưới là Nam Mô Nhất, 1-1. 1-1 là gì? Là cao nhất. Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu, chứ còn có cả ngàn Thánh Mẫu, không biết Thánh Mẫu nào. Mà nhất, cho nên của mình á là nhất á. Người thế gian với mấy ông đại thừa á, mấy ông cũng đúc, nhưng mà ông không có hiểu sâu thêm một bước. Cho nên mấy ông mới hiểu lầm cha là nhỏ, cha là ông trời bự nhất. Bây giờ kêu ông tổng thống nào vậy thôi. Dòng kinh mình nói rõ nhất luôn á. Nhất, Hoàng Thiên. Sao sư phụ cái bức thơ đó, sao sư phụ? Cái sư mẫu là con xin hứa sẽ suốt đời giống như mấy đứa đại tử thân cận nè, hầu thái tử và phò trì thái tử, làm xong sứ mệnh đạo và đời. Tại bà chính thiên mẹ nói mà đạo đời á, rồi đây nắm giữ gian sang. Thụ mới làm có 50% mà còn 50 chưa, 50 là còn 30 năm nữa. Đại thụ thống tới 88 tuổi rồi, giờ mới có năm mấy. Trên nói vậy mà. Cho nên sư mẫu nói là sẽ phò, sẽ theo cảnh thái tử phò và sẽ vân vân và vân vân, nó không dài lắm. Xong cái bắt đầu ngay đây này, ngay của hội trường. Xong cái lúc đó cái ông đứng sau lưng á, ông le lưỡi á, đạp lên quỷ á, ông cầm cái tờ đó ông bay về cái cha với mẹ mấy vị đọc, với đọc ồ còn thiếu khúc này, xuống viết lại. Viết lại cái bài khác. Rồi bắt đầu từ đó giờ cái hồ sơ nẩm chảnh. Tại vì nếu mà làm sai á, là đi về á, về hưu á,
Thì hu lại gì con biết. Không, vô hữu vô mẫu đâu có số mệnh đâu, tại người trời mà. Đâu có gì đâu rồi. Nên giờ bởi vì ít khi nào mà ăn cơm được các bạn. Giờ cho đi với mấy đệ tử tối vòng vòng nè, cái vitamin theo ở đây này nọ. Bà ăn trước thì hãy mà trên 8 giờ mà tôi không về bà cứ việc ăn. Chứ không giống gia đình ta đã hiểu mà. Đây người có sức mệnh đó khác. Thì con nhớ cái quay phim này đi. Cái về bển con khi con ngạn chết á kêu ai chôn con trong cái hòm á đưa cái điện thoại theo. Nó cũng nằm trong. Dịch chả? Dịch chả lấy điện thoại coi. Nó giận chứ cái lại vô thức mình nhớ. Mình xuống đây là giống như một cái field trip. Nó exactly giống như cái field trip hay là một cái short training thôi. Mình sẽ nhớ hết những gì mình gặp ai ở đây làm gì. Cho nên mấy con mà hôm nay là chị em đây, bạn đây á, về trời xuống theo gặp nhau á, yes, 100% á. Mình giao duyên đây là mình sẽ gặp lại trên đó lại hết. Còn những người ở ngoài kia giống như chị em ruột chứ mình nó chưa chắc nha. Tại họ không có hiểu á. Là lúc đó họ sẽ đi vào cái nghiệp của họ. Còn bây giờ mấy con là cùng chung một cái nghiệp á, mấy con biết không? Nghiệp tốt. Nghiệp đi về. Ê, sư phụ đâu có bỏ đứa nào ở thế gian đâu. Đứa nào mà hổn nhất nữa cho nó dạo chừng 3 vòng cũng phải cho nó về. 3 vòng mà cũng 300 năm. 300 năm. Lâu lắm. Ba ngọn gió. Lâu lắm. Ba gió thỏm là 300 năm. Nó là bây giờ là con là tâm như là còn đẹp gái không? Nhiều khi sao làm bà mễ chè bè lên. Lúc đó. Không muốn. Mỗi một kiếp mình thay đổi cái hình dáng không? Hay là cái bà nào bán vé số ngoài đường Sài Gòn nữa? Ý, sợ quá. Đi 3 vòng. Và cả nước Việt á, người ta trông nước thầy chứ thầy với phụ vậy. Con biết á. Viên cũng vậy luôn á. Nhà họ đợi á. Đợi cứu thôi để mà cứu họ mà. Giờ cây không nghe nói, Sài Gòn giờ ở bên Việt Nam giờ khổ lắm sư phụ. Buồn hiu. Tại sư phụ bữa có nói mấy clip cũ rồi. Mỗi lần sư phụ nói nó sẽ happen 1-2 tháng sau đúng không? Giờ khổ thêm nữa đúng không? Rồi nói cái chân này mà không chưa có đạp xuống cái trường tăng duy nhất là đừng nó hồng nước Việt mà chở cho mình là... ở trên bởi vì em ta đợi. Tại vì cái khổ là mục đích là để cho họ học một bài học để sau này đừng có nói Hồ Chí Minh là Phật. Tại ngày nào á cái bàn thờ của hình của Hồ Chí Minh bự cứu nước Việt bác Hồ ơi. Và trong khi ổng là người hại nước Việt, ổng dưới địa ngục mà sao ổng cứu được. Sư phụ nói sự thật vậy mà đâu có ai tin đâu, mấy đứa nhỏ nhỏ đâu có tin. Mà ngày nào con cũng lại quỷ cũng giống như ông thầy Roma, ổng cho mấy con thằng chú quỷ á. Con cái đọc quỷ ơi, hung tôi quỷ ơi, chơi đọc tốt ngày á, đứa nào cũng muốn khùng luôn á, không y chang vậy. Mình, cái tâm mình khấn người tốt tới mình. Mình cầu người xấu sẽ tới mình. Con làm bạn với ma cũng được á. Rất là bình thường thôi. Sư phụ nói là xung di lạc là sư phụ với đức thầy sẽ xuất hiện về Việt Nam hả sư phụ? Đó, lúc, cái đó bài, lúc đó tụi con về được không sư phụ? Ngụ thông báo rồi con đi về. Mình bao một chiếc máy bay. Con cái là giống như mấy đứa ở Mỹ nè.
là sư phụ đã tin tưởng rồi, ăn uống rồi này nọ. Như vậy anh em nó không biết, cũng là đệ tử thôi, nhưng mà họ hàng triệu triệu người, không có mấy đứa con làm những cái phiêu tợ làm sao phụ chịu nổi. Cho nên mấy đứa giờ quan trọng lắm á. Đứa nào giờ mà chưa có gia đình á là sư phụ ghi xuống cái danh sách. Đây nè, đứa này nè, sư phụ. Con không có ai những hết. Đứa này nằm trong danh sách. Con độc thân nha sư phụ, con độc thân. Con không có chồng, con ở vậy có con không có chồng. Con quả phụ. Ờ gì đệ tử của sư phụ single nhiều quá. Được, single được. Mới đi tu dễ. Nó cũng có chồng hết nhưng mà nó muốn single là single. Thấy thiệt mà. Nó nêu tên cũng vậy. Nó muốn xin gò là xin gò, là nhỏ đứt cười cười ra lắc ra gắt kìa. Nó muốn xin gò là xin gò hả? Hả? Mà chưa được mà, chưa được xin gò mà. Nó bừng nhờ. Hả? Nó muốn xin là xin à, nhiều đứa lắm. Bây giờ nó realize ra rồi sư phụ, Nó realize, cho nên nó mới bu sư phụ như kiếp. Dạ, dạ. Sư phụ nó trước cách đây 3 năm mấy đứa không hiểu. Là khi mà Cộng sản nó biết là nó thua á, là nó sẽ bu sư phụ, một là nịnh, hai là diệt. Đúng không? Nó có hai đường để nó làm thôi à. Con nghĩ cái nịnh nhiều hơn á, tại vì văn ho là nó bỏ đảng rồi, xong nó phải nịnh sư phụ chứ. Sư phụ muốn độ mấy thằng đó. Tại vì mấy thằng đó, mấy thằng bị chết quan là tại vì phía sau lưng tụi nó có người suối tụi nó tới đây, nhưng mà nó không biết nó làm gì, nó chỉ làm giống như người máy thôi, hiểu không? À, mấy thằng đó mấy thằng ngu quá. Sư phụ nói cũng có nhiều người á, nhiều khi người ta sư phụ nói là nó để 18 cái vị thơ mà người nào không lấy là ngày mai nó sẽ ẹt thằng đó. Đúng. Thì nó phải lấy thôi, nhưng mà thật sự đâu muốn đâu, cái đó nó vì hoàn cảnh thôi sư phụ. Tóm lại sư phụ sẽ là vua nước Việt trong tương lai. Con đã biết trước lúc mà con đọc cái bài kính thiên của sư phụ ra là con biết sư phụ là sẽ làm vua được. Thầy mấy có chứ, nhưng mà tà quỷ á, nhưng ma nó cũng đâu có ưa sư phụ, nó nhập vô mấy thằng đó mà, hiểu không? Thù bị hoài đang còn ngồi nhập vô á, cắt không được. Con nghĩ chánh nào cũng thắng tà sư phụ ơi. Đúng. Cái nó có nhập thì nhập và cũng các vị kia cũng hộ trì. Người nào chỉ cần khởi ý mà làm hại sư phụ thôi. Dạ. Người đó trong 3 tháng mấy ông rồng nó khà lửa đốt cái thần hồn. Như cái thần hồn bị cháy á, cái xác 3 tháng chết. Mất xác luôn. Nhiều mất, lắm á. Mất hồn luôn. À, khởi ý thôi. Nhưng mà mình cũng phải tự mình lo nữa. Một phần á, chứ đừng có ỷ. Nói đây lạnh quá hả? Dạ. Muốn được rồi, vì Mi Thao ngồi không cho nó ấm không? Dạ được.